Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lợi Minh nha. Bữa nay mình đi shopping. Anh chị em các bạn thấy ở Việt Nam bây giờ, ở bên Việt Nam mình bây giờ đời sống cái gì nó cũng có. Cái quan trọng là mình có mưu cầu được hạnh phúc không? Nếu mà mình biết mưu cầu hạnh phúc thì cái gì nó cũng có hết. Siêu thị nó bán đu thứ, không thua gì ở nước ngoài hết. Mà tội gì phải bỏ quê hương ra đi qua đó để đặng mà đi tìm những cái mà đời sống cao, các bạn thấy. Nên mình đi shopping. Đi vô siêu thị rồi cũng hoành tráng, đâu phải ấy đâu, đâu có thua gì những cái siêu thị, bên Mỹ bây giờ. Tôi nói nhìn vô cái siêu thị Nguyễn Kim này thôi, nó đã lớn hơn bên Mỹ rồi. Tại vì kinh tế nó khó khăn, mấy cái siêu thị bên Mỹ nó tốn kém quá, nó gói ghém lại hết. Thiệt á, Việt Nam thì nó chơi đồ nhiều cái hiện đại giả mang. Wow, cái tiệm đây nó bán đầy đủ, không thiếu thứ gì hết. Bây giờ bên này nó bán máy lạnh mà xài wifi nha. Hôm qua tôi lên mạng tôi coi anh chị không bạn, hàng LG này nè. Mà nó lại clean cái air, nó tẩy trùng cái air luôn, cái không khí luôn á. Wow, quá đẹp, quá đẹp. Tắt nào là chi dễ sợ. Man, quá đẹp. Việt Nam giờ cái gì cũng có. Nhiều nhà bên Mỹ, nhiều cái gia đình mà gọi là gia đình mà chung lưu, nhiều khi tôi nói những cái đồ điện tử mà hiện đại mua không nổi. Nhiều khi họ mua cái máy giặt, máy sấy, các bạn biết họ phải trả góp. Mèn ơi, đẹp quá, đi ham luôn. Vô sắm đã. Mình đi sắm. Coi nè, chè ơi, mèn, đẹp lộng lẫy. Và bữa mình tân gia, mời anh em tới tân gia nha. Nói thiệt, mình mới mua nhà mà, mới mua cái biệt thự, chờ giấy tờ mới xong bữa nay, trồng tiền hết rồi. Mời anh em tới tân gia, kỳ này mở tân gia lớn mới được. Mời hết Facebook lại. Mời hết Facebook cờ xuống. Mèn ơi, máy hút bụi nè, nhà có cái máy hút bụi gì nó hút sạch. Máy hút bụi. Wow. Phái nhất mấy cái máy hút bụi robot này nè. Nó tiện lắm. Bà thả nó, cái nó chạy vòng nhà. Nó tự động nó clean bụi nè. Nó tự động nó sạc. 6 triệu, 7 triệu một cái ok, 7 triệu rưỡi. Man, có lý à nha. Vô phái sắm đồ được chứ. Vô thấy đồ sắm thấy mê. Khoái chơi đồ điện tử. Wow, đẹp quá. Wow, ý là mình ở Mỹ. giống như mình nhà quê, mình lên tỉnh luôn á anh chị các bạn. Tôi nói thiệt á. Wow, đồ technology Việt Nam nó làm kiểu cọ khủng khiếp luôn, vượt bậc hơn bên Mỹ nhiều. Coi nè. Wow, man, cái tủ lạnh có 21 triệu à. Mà nó sai bay sai làm nước đá. Wow, đẹp ơi là đẹp. Ý là mình ở Mỹ, mình về Việt Nam mình thấy mình còn choáng ngợp. Man, mẫu mã bên này đẹp quá. Oh man, cái này 73 triệu. Cái 73 triệu này ngầu quá. Oh my goodness, cái này. Oh no. Man, đúng là tiền nào của nấy hả. Thôi nè,
Chèn ơi, cái này mà để vô nhà thì thôi, cứ ngồi đó nghía suốt. Mẹ, các bạn thấy không? Mẹ, bíp nút đủ thứ ấy. Mấy cái tủ lạnh, chị Y với ta. Ôi này không phải của chị. Mẹ, mấy cái hiệu nó làm mẫu mã đẹp quá. Ở Việt Nam làm tủ lạnh mẫu mã kiểu cọ khủng khiếp. Wow, quá đã. Những cái mẫu đẹp hơn là đẹp. Để vô nhà nó đẳng cấp ha. Coi nè. Oh man, quá là. Oh man. Man, có 20 triệu à. Mà cái tủ lạnh đó kìa. Chà bá, có 21 triệu cái tủ lạnh, kiểu cọ đẹp đủ tiện nghi hết. Còn cái này mà là 74 triệu, cái này đẳng cấp rồi. Man, nó làm đẹp thiệt là đẹp. Mấy cái hiệu bên đây lạ lạ mà. Mấy cái hiệu mình không biết. Mấy hiệu, ô, 2 tắc chi 51 triệu. Thằng này 2 tắc chi. Ở bên kia nó xài chi Kenmore, Samsung, LG. Mấy cái đồ của thằng 2 tắc chi rồi nó làm ở đây kiểu cọ ghê quá. Đẹp thật. Wow, man, cái thằng này nó làm đẹp quá. Cái thằng 2 tắc chi này Việt Nam, tại vì anh chị các bạn nói về thằng 2 tắc chi á, thằng 2 tắc chi với thằng tò, thằng 2 tắc chi với lại thằng Mitsubishi. Tại hai thằng này á, thằng Mỹ nó cấm, nó không cho nhập vô Mỹ nhiều lắm. Tại ngày xưa thằng Trung Quốc, thằng Mỹ với thằng Nhật á, nó đánh nhau đó. Cái những chiếc máy bay mà nó tấn công Mỹ bằng những chiếc Mitsubishi với lại thằng 2 tắc chi, cho nên nó không có cho, nó không có ưu đãi cho hai thằng này vào trong nước Mỹ. Tại vì dám đánh nó, cho nên nó chưa có hoàn toàn mở cấm vận cho hai thằng này. Cho nên ở Mỹ về hàng mà 2 tắc chi với lại Mitsubishi ít lắm. Người ta không có chuộng. Đó là theo như tôi biết trong lịch sử Mỹ nha. Tôi kể cho anh chị nghe vậy thôi. Đó là theo trong cái lịch sử của Mỹ. Thằng Mỹ nó mà không thích thằng nào là tên tuổi thằng công ty đó là nó sẽ cấm vận. Mẹ, mấy cái bếp điện đẹp quá. Coi nè. Man, mà nên bỏ ra ít hình sắm về nhiều cái bếp. Quá đẹp. Oh man, coi nè, công nhận đồ Việt Nam nó làm mẫu mã kiểu cọ sắc bén dễ sợ. Còn bên Mỹ nó làm không nó mà kiểu cọ lên đó là cái giá của nó trên trời. Mày đẹp quá. Cái siêu thị này lớn thật chứ. Mấy cái máy hút bụi ngon quá. Nhà nên có mấy cái máy hút bụi gì. Nó sạch nhà. Nó hút khi nó steam cái gạch luôn á. Có cái loại nó steam cái gạch. Nó vừa hút mà nó sát trùng và nó đánh bóng cái gạch. Mè, đẹp, rất là đẹp. Giống nhà quê mới lên tỉnh ha. Ý là mình ở bên Mỹ mình cũng có đầy đủ chứ không phải là không nha. Mà về bên đây những cái mẫu mã bên này anh nhìn nó sắc sảo, nó rất là sắc sảo anh chị các bạn. Không nhận nó làm gì người ta không mê sao được. Mấy cái máy lạnh bằng nước đẹp quá. Cái gì cũng điện tử bây giờ. Man ơi, có 7-8 triệu, 5-6 triệu. Oh man, đẹp thật. Tôi mà có nhà là tôi sắm sửa khoái lắm, khoái sắm sửa nhà lắm. Trong nhà mình phải đầy đủ tiện nghi, mình đi đâu về cũng vậy, mình mệt mình lăn đùng ra, mình thoải mái, mình enjoy.
cái cuộc sống của mình làm mình vất vả, mình về tới nhà nó giống như là một cái tổ ấm của mình, các bạn biết không? Cho nên mình phải trang trí dọn dẹp, mình phải cho nó đầy đủ tiện nghi. Thấy hàm quá. Tôi là vô đây chắc bỏ đầu và chắc cũng 500 triệu mà để sắm sửa mà. Đã thiệt chứ. Ý là mình ở bên kia đó nha. Mình về mà thấy còn mê. Mèn coi cái máy giặt này đã. Cái máy giặt này ngon. Coi trên mạng nó quảng cáo anh chị coi. Thằng LG này. Nó technology khủng khiếp. Nó tới đua quá. Coi nè. Thằng này nó đua quá. Mẫu mã đẹp quá. Oh man, coi nè. Nó có một cái máy giặt nhỏ riêng ra nữa. Tiện ghê. Voilà. Mè, cái đồ chắc nó chi đẹp quá. Cái hàng LG này đẹp thật là đẹp. Nhưng mà mấy cái loại giặt mà giặt cửa ngoài vậy, nó các bạn thấy nó đẹp mẫu mã, nhưng mà nó giặt không bằng, không sạch bằng cái mấy cái thằng mà máy nó gọi là phân lố nha. Mấy cái máy giặt này là bự bằng bên Mỹ, 20 mấy ký Việt Nam xài. Mấy cái này là bằng y bên trọng lượng bên Mỹ. Bây giờ có máy sấy nó là ngon, tôi phải có máy sấy. Giặt đồ xong bỏ vô sấy sạch sẽ. Nó không có vi khuẩn gì hết. Khi mình phơi ở ngoài nó còn nhiễm khuẩn. Bụi bặm đồ. Máy rửa chén hả ta? Này máy rửa chén. Oh man. Máy rửa chén luôn không? Mai mốt có máy đánh răng luôn. Máy rửa chén. Wow, đẹp quá. Mấy thằng cái máy giặt cái thằng LG nè, cái thằng LG với thằng Samsung nè, nó làm cái mẫu đẹp quá. Coi nè. Voilà. Có 28 triệu à. My goodness. Wow. Man. Thôi mình đánh dấu trước đi. Phái rồi nha. Mình đánh dấu trước rồi đó. Quá đẹp. Vài bữa Lại Minh mở open house mời Facebooker tới nha. Kỳ này là mình chơi lớn linh đình nha. Hello, xin chào anh chị các bạn nha. Thôi mình like tới đây đủ rồi. Mình đi nghía anh nè. Nãy giờ nghía thấy mê luôn á. Thấy mà ham luôn. Đồ technology, cái khoa học kỹ thuật bây giờ nó chế biến làm hệ thống nhà tự động. Hay quá. Mình làm chưa coi vàng máy nước nóng. Bây giờ có tiền ở Việt Nam giờ là sướng nhất. Muốn thích thì cứ đi chơi, cái là đi. Wow. Phái mấy cái vàng tủ lạnh bên này làm đẹp quá. Thôi Lại Minh xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye. Đẹp quá anh chị các bạn ơi. Mình xuống mình coi tivi mới được. Mình xuống mình coi tivi. Bye bye nha.